Nước dừa, em thèm nước dừa quá. À, có nước dừa kia rồi. Em chịu khó ngồi đây chờ anh ha. Lẹ lên anh, không em lại ói bây giờ. Em chờ anh chút nha. Ừ. Anh ơi, bán cho một trái. À, hai trái. Thôi, tôi mua hết chỗ này. Dạ. Anh mua hết cả thùng đó. Làm sao em uống hết? Ờ, anh cũng uống với em. Mà không hết, mình mang về. Mà anh nói hồi đó, mà anh uống suốt 9 tháng, hết mấy trăm trái á. Em thấy đỡ chưa? Ừ. Bây giờ em tính sao? Chúng ta vẫn phải có mặt ở tòa. Vô lẹ lên, quá giờ xử 15 phút rồi. Tất cả chỉ tại con tội lề mề với cha khách hàng. Nè anh nói lại đi. Chính anh nói em ra tiếp để anh và chị Nương lánh mặt. Bây giờ đổ lỗi tại em. Thôi thôi thôi, người ta nhìn kìa. Ủa, sao vắng tanh vậy kìa? Rõ ràng 8 giờ xử ly hôn Đặng Thế Khoa, Hoàng Thị Minh Thư. Bây giờ mới 8:30. Hay là xử xong rồi? Làm gì có chuyện xử lẹ vậy? 5 lần 7 lượt hòa giải suốt cả năm, không lẽ xử mấy phút? Đã không hòa giải được thì việc khỉ gì phải xử kéo dài. Em thấy sao? Em thấy Tuệ nói đúng. Từ từ thôi em. Nhìn thằng Khoa cử chỉ đẹp kìa. Em và Tuệ cần lấy đó mà học tập. Vợ chồng không hợp nhau, lúc nóng nảy thì chí chế hết mình, nhưng lúc chia tay nhau vẫn đối xử như hồi mới yêu. Nói vậy mà cũng nói được à? Sao tới trễ vậy? Sao các bạn tới đây? Tụi mình giấu không cho ai biết mà. Đừng có rắc rối. Tụi mình bỏ hết công việc tới đây để khuyên các bạn lần cuối cùng đó. Khuyên gì? Em nói đi. Chứ không anh nói, người ta lại nói anh tốt một cách khó tin. Tụi mình muốn hai bạn nên cân nhắc lại chuyện chia tay. Các bạn tốt với tụi mình quá. Biết vậy để mình nói có phải hơn không? Ôm cô Tuệ một chút chứ không nói lại ghen. Cảm ơn em nhiều lắm. À, chuyện sao vậy? Hả? Em muốn gây đi kẻo ói. Khoa, ông đang diễn trò gì mà dở vậy? Người ta hòa trước khi mình giải rồi. Đỡ cho em. À, hiểu rồi. Như vậy là hôm say rượu tới nhà là... Thôi, tôi tuyên bố tất cả tới nhà hàng, giải quyết. Ăn lẹ đi, để má đưa tới trường, rồi má còn đi làm. Con ăn phô mai bò cười à. Khôn vậy, nó đã ăn phô mai đầu bò kìa. Nè, Hải, chịu khó ăn mì, cuối tháng có lương, mợ sẽ mua phô mai bà cười cho con nghe. Dạ. Thưa ba, thưa má, thưa cô, con đi học. Chị đi học rồi đó, con ngoan ăn hết bún này, rồi thưa cậu mợ đi học luôn. Ba đâu? Ba bận công chuyện, mấy ngày nữa mới về. Thôi, thưa cậu mợ đi học đi con. Thôi, khỏi chào, cho nó đi lẹ lên, không nên đi làm trễ. Em cầm đỡ mà xài. Em vẫn còn tiền mà chị. Chị có nói em thiếu đâu, lỡ xe hư bất tử, lỡ trường mẫu giáo của cháu bắt nộp tiền này tiền nọ thì sao? Em cảm ơn chị. Em lại đưa tiền cho nó nữa à? Phải để cho nó quen với hoàn cảnh mới đi. Anh không biết, nó vẫn ghé vào chỗ thằng Trọng hả? Lương luật sư có bao nhiêu, trong khi thằng Trọng thì nợ chồng chất, đang chờ ngày ra tòa.
bác thấy trong người sao rồi? Nóng toàn thân, đỡ nhiều. Bác thử ngồi dậy coi. Phải đỡ ba em mới dậy được. Khỏi, coi ông có ngồi dậy được không. Sao cũng bao nhiêu người đấm bóp vật lý trị liệu, ba em vẫn nằm liệt giường. Phần quyết định còn lại kết hợp xoa bóp bằng thứ thuốc này. Cảm ơn bác sĩ. Tôi chỉ là người phụ việc cho ba tôi thôi. À, em nhớ ra rồi. Anh là Thanh Sơn, diễn viên điện ảnh phải không? Cô lộn ai đó, tôi chưa đóng phim bao giờ. Ba có cảm giác có thể đứng dậy và đi được. Không nên, bác tuổi cao lại nằm lâu ngày, nên mọi thứ thay đổi phải từ từ. Xin lỗi. Xin chào. Có chuyện gì vậy? Có thư của người quen đây. Anh Sơn, không thể quên những ngày tháng chúng ta cùng đóng phim Khát Vọng. Rất nhớ anh. Em mới viết mấy dòng này. Kiều Vi. Làm sao em có lá thư này? Một đứa đàn em cùng trại tạm giam với cô ta được thả. Tình trạng cô ta thế nào? Trong tù đương nhiên không thể khá hơn được, nhưng nhờ từng là diễn viên nổi tiếng nên cũng được đối xử nương tay. Cảm ơn ông đã chuyển lá thư này cho tôi. Vậy không nhắn gì vô à? Không. Thiệt tình, trong vụ trả thù cho ông, thằng Trọng thì đích đáng, nhưng với Kiều Di thì hơi quá tay. Nhưng ông không nhắn gì vô thì thôi. Tạm biệt. Thưa anh. Có chuyện gì vậy? Có một vị thuốc ở nhà vừa hết. Chị bán thuốc nói anh mua vị khác. Em vừa hỏi mấy thầy ở đây, ai cũng nói anh chính là diễn viên Thanh Sơn. Đúng, tôi là Thanh Sơn, nhưng tôi đã quên thời đó rồi. Cô vô đây. Chào cô. Má đi chào con. Con học ngoan, chiều nay má tới đón con nghe. Má tới đón con mà. Ừ, ba tới đó. Chào. Cô chào mẹ đi. Alo, 113 nghe. Thưa, tôi là luật sư Lê Anh Trọng. Lại anh hả? Có chuyện gì vậy? Lại có tiếng gõ cửa. Có thể tụi xã hội đen đang tính hại tôi như lần trước. Xin các anh cho người tới. Được rồi, chúng tôi sẽ liên hệ với bảo vệ cư xá để họ theo dõi. Cảm ơn anh rất nhiều.
anh cho tiền đổ rác tháng. Nhiều? 10.000. Tất cả 11.000, má cầm hết đi. Cảm ơn. Thế giới này lộn ngược hết mọi giá trị. Những thằng cao sang thì tranh nhau hốt từng đồng từng cắc, trong khi thằng cha đổ rác thì lại chê tiền dư. Hay là hắn vô tụi thịnh bò cử tới do thám mình? Alo, 113 nghe. Alo, alo. Dạ, rất có thể tên gõ cửa lần trước chỉ là do thám, lần này chúng mới tới thiệt. Anh cứ ra mở cửa đi. Bảo vệ cư xá vừa báo cho tôi người đến thăm anh là ai rồi. Đúng là tụi vô trách nhiệm, không coi tính mạng công dân ra gì hết. Anh làm trò gì vậy? Em làm anh sợ toát mồ hôi. Tôi tới đây với tư cách là nhân viên do văn phòng luật sư của chú Trình Đình điều tới. Đã nhiều lần tôi kêu anh lấy tấm hình đó xuống, sao anh vẫn cứ treo hoài vậy? Anh xin lỗi, tại vì ai cũng xa lánh ruồng bỏ anh, nên anh chỉ còn trong về hình em và con để an ủi thôi. Không biết anh thật lòng hay đóng kịch nữa. Tôi đã dặn anh bao nhiêu lần không được uống thuốc an thần nữa, sao anh cứ uống? Nhưng không uống không sao ngủ được. Lúc nào cũng ám ảnh, sẽ bị ra tòa, sẽ tù tội, rồi bị người thân, bạn bè, rồi các thân chủ, rồi tụi xã hội đen hãm hại. Muốn ngủ được đành phải uống. Từ trước tới nay anh luôn sống tốt với mọi người, thì làm sao bị ám ảnh như vậy được? Sao dù anh nhận 10.000 đô của Thái Long, chú Trịnh Đình tuy rất giận nhưng vẫn nhận làm luật sư bào chữa cho anh. Bây giờ tôi hỏi anh một số việc mà tôi biết anh vẫn giấu. Anh xin lỗi. Bà ra coi thử màn hình làm sao tự nhiên tắt phụt vậy? Ông có đánh lộn phím không? Chỉ có đánh chữ, quen thuộc đến nhắm mắt cũng đánh được, làm sao mà lộn? Ông đọc cho kỹ nguyên nhân tại đâu. Do xuất hiện virus tình yêu, không kịp xử lý nên phải nạp lại ổ cứng. Vậy làm sao bây giờ? Lại cầu cứu thằng Tri chứ còn biết kêu ai nữa. Chà, phiền phức quá đi. Bây giờ nó là giám đốc công ty chứ đâu phải là thằng sinh viên mà kêu lúc nào cũng được. Thì kêu nó điều thợ tới, nó nôn mùa máy của nó sẽ bảo hành suốt đời kia mà. Nhà có khách nghe. Anh Đặng tới ông à? Chắc anh ấy tới Thanh Minh Thanh Nga dụ hai đứa ra tòa. Bà ra mở cửa để tôi vô thay bộ đồ đàng hoàng chút. Chào chị. Chào anh. Tôi phải đấu tranh tư tưởng lắm mới dám đến đây thăm anh chị. Mời anh vô nhà. Chào anh.
Đọc xong cuốn Kinh tế những con cá của anh, tôi rất chịu. Cảm ơn anh đã đọc sách của tôi. Mời anh ngồi. Nhưng chuyện sách vở xin để hôm khác đàm đạo. Vì mấy ngày hôm nay không có một chữ nào khiến tôi tập trung được, đến nỗi hư quan cả ổ cứng máy vi tính. Mời anh. Cảm ơn chị. Ông nhà tôi từ lúc hai đứa đưa nhau ra tòa, lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Thực tình mà nói, cũng vì chuyện đó tôi đến thăm anh chị. Tôi đem chai rượu này tới là để xác định dù tụi trẻ chúng nó chia tay, nhưng tuổi già chúng ta vẫn cứ là xui gia suốt đời. Đây là món đặc sản sâm cầm nướng còn nóng nguyên, không phải cái thứ vịt trời trong nhà hàng Vi Sơn hồi nào, mà là hai con vịt trời sập bẫy trong hồ nhà tôi. Tôi đem đến nhà hàng Diền Phú rất nổi tiếng nhờ ướp gia vị nướng giùm. Phiền chị bày ra dĩa cho. Dạ. Không biết anh đã nhận ra chưa, chứ tôi đã thấy rất rõ, thời chúng mình đã hết. Mình có dùng sức mạnh để chống lại tụi trẻ thì ông bao công thời gian cũng đứng về phía chúng nó. Nên không có gì tốt hơn là để chúng nó làm chủ tương lai chúng nó. Dạ. Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nhờ một người mà mình đã bội bạc bảo vệ mình, dù người ta có tốt tới đâu cũng khó mà khách quan. Anh cứ nói tiếp đi. Nhưng cứ cho là chú Trịnh Đình hết lòng bảo vệ anh thì tòa án có công minh không? Bao nhiêu vụ anh đã tư vấn cho các bị cáo thoát khỏi lưỡi gươm công lý của quan tòa, bây giờ tới lượt họ xử chính anh. Chưa kể anh đã lôi kéo ba vào đường dây chạy án, làm tòa án mất một công thần cựu trào. Nên dù công minh tới mấy cũng không tránh khỏi họ mượn pháp luật đánh đòn thù với mình. Anh nói hết chưa? Giữa một bối cảnh đầy thiên kiến cực đoan, công lý không thể nào sáng tỏ, nên anh đã quyết định không cần luật sư bào chữa mà hoàn toàn tuân theo phán xét của tòa án. Anh đã nghiên cứu kỹ, cao nhất chỉ 10 năm, thấp nhất là 6 năm tù. Nếu công ty Thái Long không truy nợ theo án hình sự, tòa chỉ xét bồi hoàn dân sự, có khi chỉ 4 năm. Anh bằng lòng ngồi tù 4 năm mà? Anh rất sợ ngồi tù, một ngày cũng rất sợ. Không phải chỉ chuyện mất tự do khổ sở, mà chắc chắn tụi đại bàng, tay chân của thịt bò trong tù sẽ không tha cho anh. Thời gian qua anh đã phạm quá nhiều tội. Người đỡ đầu giúp anh thành đạt là chú Trịnh Đình, anh cũng phản. Đến em là một nửa. Không, cả cuộc đời anh cũng phản. Nên dù rất sợ, anh vẫn thừa nhận mình cũng rất đáng ngồi tù. Anh nói hết rồi phải không? Vì tôi không thể nào tin anh được nữa, nên anh hãy viết tất cả những gì vừa nói ra giấy, rồi ký tên đàng hoàng. Tôi sẽ tới lấy đưa chú Trịnh Đình. Việc của tôi tới đây là hết. Tôi về đây. Nhớ đừng uống thuốc an thần nữa đó. Em quên bệnh gì nè? Tôi mang đồ ăn cho anh đó. Chắc từ sáng tới giờ chưa có gì trong bụng chứ gì. Sao em đưa anh nhiều tiền vậy? Anh không cần hả? Anh cần. Nhưng mà em cũng làm gì có tiền. Anh biết lương ở văn phòng luật sư Trịnh mà. Em cần bớt lại đi. Em còn phải đưa tiền ăn cho anh chị Chất và tiền trường cho con nữa. Mẹ con tôi sống ra sao, anh khỏi phải lo. Tiền này là tiền sạch sẽ, tôi đưa cho anh để khỏi thân tàn ma dại khi ra tòa. Nếu anh không muốn lấy thì để đó tôi. Vợ chồng tôi cũng đã xác định, từ nay mình chỉ làm khán giả đứng ngoài sân khấu đời của tụi trẻ. Thế hệ của chúng ta là sân khấu kịch, với mọi hỉ, nộ, ái, ố. Khán giả có hồi hộp, xúc động theo thì chỉ cũng đến vậy. Còn sân khấu của tụi nó là sân khấu xiếc, lúc nào khán giả cũng đứng tim,
lên tăng xong muốn xỉu luôn vậy. Nhà tôi nói tụi nó đang làm xiếc, không hề sai. Con đường hướng nghiệp, con đường tình yêu, tình bạn của tụi nó, chúng ta nhìn vô chỉ toàn thấy những trò chơi mạo hiểm, nguy hiểm. Thôi, chúng ta nâng ly cho cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa này. Nhiều lúc tôi nghĩ về hai đứa, rồi cả những đứa bạn của nó. Tôi không hiểu nổi. Tụi nó yêu nhau, rồi bỏ nhau, cứ như chuyện vô lý. Không ai nghĩ thằng Tri lấy con Nương thì tụi nó lại lấy. Không ai nghĩ thằng Trọng bỏ con Thuần, thằng Khoa bỏ con Thư thì nó lại bỏ. Bà, đụng ly rồi thì bà cũng phải nhấp môi một chút chứ. Tay Thái rất nhạy bén, dù đô la đột biến lên giá, không có anh ta, bác không chỉ trắng tay mà còn nợ ngập đầu. Làm ăn với người nước ngoài, chuyện họ tốt mình phải công nhận, nhưng dù sao cũng phải cảnh giác. Dù bác trai đang đường đường thắng thế, phút chốc thân bại danh liệt là một bài học nhớ đời cho tất cả chúng ta. Thưa bác, cháu nghĩ hợp đồng hai bên cứ thiệt chặt chẽ và định hướng phát triển chắc chắn thì không ai phải đề phòng ai. Cháu đừng nói giọng con Thư ra với bác. Chị em chơi với nhau ảnh hưởng gì cũng được, nhưng Thói trứng khôn hơn dịch, lại đòi đẻ ra dịch của nó nữa. Cháu đừng có học tập. Nhưng cháu có được như ngày hôm nay là nhờ chị Thư dìu dắt rất nhiều. Cháu là em út, nó dìu dắt là đúng rồi, nhưng nó con dâu mà có tính dìu dắt cả ba má chồng, cháu nghĩ có được không? Hôm nay hai đứa ra tòa, bác nghĩ chỉ thương thằng Khoa. Ngay cả lúc khủng hoảng tình cảm nó rẽ qua cháu, bác cũng biết lòng nó vẫn không bao giờ bỏ được con Thư. Nên bây giờ chia tay thiệt, chắc chắn nó sẽ đau khổ lắm. Cháu... Cháu đừng nói với nó, bác giờ ở đây nha. Bác ghét không muốn gặp mặt. Xin chào. Sao anh nói không tới? Tôi tính vậy, nhưng rồi vẫn tới, là vì chuyện bạn bè. Tôi muốn hỏi cô, có phải hôm nay anh Khoa và cô Thư ra tòa nhận phán quyết ly hôn không? Đúng như vậy. Thật tiếc, có nhiều điều về các bạn tôi vẫn không sao hiểu được. Các bạn chơi với nhau và từng giúp nhau rất nhiều việc lớn, sao các bạn không giúp họ hàng gắn lại với nhau? Nếu tôi không làm thì anh rất mừng về chuyện đó. Cô nói gì tôi không hiểu. Tôi không hề chia rẽ họ. Không phải anh vẫn thường xuyên rủ chị tôi đi nhảy hay sao? Trời ơi, ở Singapore chúng tôi con trai con gái đến sàn nhảy với nhau, đâu phải vì yêu mới đến. Nhưng anh đang ở Việt Nam mà. Vậy là tôi có lỗi rồi. Tôi quên mất điều đó. Tôi chỉ thấy cô ấy buồn nên tôi rủ cô ấy đi nhảy. Nếu vậy tôi phải đi gặp anh Khoa để xin lỗi, nhưng không biết có kịp không. Tôi nói giỡn thôi. Chuyện anh Khoa và chị Thư chia tay tôi cũng rất buồn, nhưng không ai quyết định thay anh chị ấy được. Thật tiếc. Chúng ta có cách nào gặp cô Thư để chia buồn được không? Máy chị Thư đang tắt, chắc tòa đang xử. Để nghe tòa phán đã. Phiên xử ly hôn giữa Đặng Khoa và Hoàng Minh Thư bắt đầu đúng giờ triệu tập. Sau 30 lần tòa thiện chí hòa giải không thành, nay lần thứ 31 tòa triệu tập hai nguyên đơn lên để giải quyết. Trong quá trình thực hiện ra tòa xin ly hôn, hai nguyên đơn đều có những vi phạm pháp luật trầm trọng. Một, đã quyết định ly hôn, tức là đã hết tình hết nghĩa mà vẫn tiếp tục sinh hoạt với nhau như vợ chồng. Tuy về pháp lý không bắt bẻ được, nhưng đã lừa dối tòa án. Hai, vẫn sinh hoạt với nhau như vợ chồng, nhưng lại vẫn 30 lần từ chối hòa giải của tòa, làm cho tòa lãng phí tổng trị giá công sức và thời gian là 15 triệu. Sao? Trật tự. Ba,
15 triệu của nhà nước sẽ chỉ không lãng phí khi tòa tôn trọng đơn xin ly hôn của hai người. Nay tòa phán quyết như đinh đóng cột, chấp nhận cho hai nguyên đơn Khoa Thư ly hôn vĩnh viễn. Chúc một phiên tòa thành công tốt đẹp. Rượu và mồi thuộc về án phí, chánh án phải có trách nhiệm thanh toán sau phiên xử này. Chúc mừng chị Thư Anh Khoa đoàn tụ. Dạ. Khoan. Trước khi thực hiện phán quyết của tòa, hai nguyên đơn phải hôn nhau 3 lần đã. Hôn đi. Bà hết rồi. Hôn đi. Mắc cỡ gì? Hôn đi còn e lệ gì nữa? Hay để thật say rồi mới dám hôn? Nhanh lên đi mà. Sợ gì? Quá. Vui quá. Cháu nói đi. Anh lại thay đổi ý kiến. Anh nói không cần chú bào chữa. Trọng tính tự bào chữa hay mời một luật sư khác? Cháu không rõ anh quá hoang mang hay đang bất cần đời. Anh nói không tin cả tòa án lẫn luật sư. Anh chấp nhận ngồi tù 6 năm. Bởi từ phán xét mình, anh thấy cũng đáng ngồi tù. Vậy là việc bảo vệ ba chồng cháu lại rẽ qua hướng khác. Thưa, có anh Sơn muốn gặp chị Thuần ạ. Cháu cứ tự nhiên, chút nữa ta sẽ bàn tiếp. Dạ, cháu xin phép chú. Sơn, lại vi phạm lời thề không về thành phố rồi hả? Đây là lần cuối cùng. Vì bạn bè? Không hẳn vậy. Thuần coi đi. Sơn muốn gì? Mình đã xin công an cho vô thăm, nhưng cô ấy đang bị tạm giam nên không được. Bây giờ chỉ còn cách nhờ chú Trịnh. Chú Trịnh chắc chắn không làm. À, Sơn còn nhớ vụ thư mấy năm trước, có luật sư Dân Hồng giúp được Khoa vô thăm thư chứ. Nhưng mình đâu có quen bà ta. Để mình liên hệ giúp, nhưng có thể phải trả tiền dịch vụ đó. Ừ, nhiều mình cũng chịu. Mình hỏi thiệt, cựu viên cướp trắng của Sơn mấy trăm triệu. Vậy mà Sơn... Thuần đừng nghĩ rằng mình còn yêu cô ta. Nhưng dù là gì, thì lúc người ta hoạn nạn cầu cứu mình chỉ có một lần, để rồi sau đó là mấy năm tù cách biệt. Lẽ nào mình đang tâm làm ngơ? Thôi được, mình sẽ giúp Sơn. Còn chuyện Trọng sao rồi? Đừng nói chuyện anh ta làm gì. Chắc chắn kinh tế của Thuận đang rất khó khăn. Đây là tiền mình có được nhờ làm việc ở bệnh xá của ba mình. Thuận nhận lấy như tấm lòng của mình. Nếu Sơn còn muốn coi mình là bạn thì Sơn cất đi. Hai mẹ con mình có lương ở văn phòng chú Trịnh cũng đủ sống rồi. Coi như số tiền này để Thuận phụ giúp cho Trọng vậy. Mình biết chắc Thuần không bao giờ bỏ rơi Trọng. Cảm ơn Sơn. Mình không thể nhận. Mình đã nợ các bạn quá nhiều. Từ nay, dù khó khăn đến mấy, mình cũng muốn tự mình gánh vác mọi chuyện. Nếu thương mình, Sơn hãy cất tiền đi. Thôi được, mình ghi nhận sự khước từ này như một món nợ vậy. Tạm biệt. Có chuyện gì mà mắt cháu đỏ que vậy? Dạ, không có gì.
Sơn tới có chuyện gì? Dạ, Sơn muốn nhờ chú qua bên công an cho được vô thăm Kiều Vi ở trại tạm giam. Cháu nói sao? Cháu nói dù có làm được chú cũng không bao giờ làm. Cháu nói đúng. Lợi dụng thân thế để lách qua pháp luật dù chỉ là chuyện nhỏ, người luật sư chân chính không bao giờ nên làm. Dạ. Bây giờ chúng ta trở lại việc vừa bàn. Do tình hình có thay đổi, Trọng không yêu cầu chú bào chữa, nên chú cháu ta phải tới gặp ba Trọng làm việc lại. Dạ. Nói với ba má sao bây giờ? Thì nói tòa quản phán quyết để chờ thời gian thử thách vô hạn định. Má ơi! Ủa? Sao hai đứa tụi nó lại vui vẻ về cùng vậy hả ông? Một là tòa quản xử, hai là có trời biết. Ba con vừa ở đây về chừng 5 phút đó. Trời! Biết vậy tụi con về sớm hơn một chút. Mang nhiều dừa vậy về đây làm gì hả con? Để con cất hết vô tủ lạnh rồi thưa chuyện với ba má. Con chào ba. Ly hôn xong vui dữ vậy sao? Thiệt không thể hiểu tụi bay sao nữa. Đã như vậy rồi mà ai can cũng nhất định chia tay cho bằng được. Sao má nói lớn vậy? Hợp đồng về việc Thái Long đầu tư nhập dây chuyền công nghệ sản xuất thạch bắp và các loại nước trái cây. Cháu đã làm việc xong với anh Thái, trình bác coi lại. Anh Thái thông cảm, dù rất tin anh và cháu Tú, tôi cũng phải nhờ các chuyên gia kiểm toán coi lại lần nữa mới ký duyệt được. Sự cẩn thận là đức tính của nhà kinh tế. Tôi chỉ lưu ý bà hai điều. Thứ nhất, dù ai coi lại cũng phải tôn trọng thời gian quy ước trong hợp đồng. Thứ hai, người ký duyệt trên bản hợp đồng pháp lý là anh Khoa với danh nghĩa giám đốc. Nhưng tôi mới là người quyết định con trai tôi có được ký hay không. Dạ, tôi không nói người quyết định, mà tôi nói người ký. Chỉ với mục đích tôn trọng pháp lý mà thôi. Mời vô. Chào. Xin chào ông. Chào bác. Chào cháu. Ông nói tới nhà ông Nguyên mà. Tôi vừa ở chỗ Nguyên về đây. Xin lỗi Thái và Tú, tôi có chuyện riêng muốn trao đổi nhà tôi một chút. Vậy xin chào ông. Chào bà. Dạ cháu xin phép ạ. Hình như hai người có chuyện gì. Và ông Đặng đang say rượu. Khai thác thông tin đời tư người khác là phạm luật đấy nghe. Đời tư người ta bày ra như vậy, không lẽ tôi nhắm mắt lại. Ông đang xỉn phải không? Ông đã thề không dính tới công ty này cơ mà. Tôi không còn dính tới công ty, nhưng vẫn còn dính tới bà chứ. Có chuyện gì ông nói lẹ lên. Tôi còn bận cả trăm công ngàn việc, không nói chuyện dông dài với ông được đâu. Tôi vừa ở chỗ anh chị Nguyên, cùng ăn bữa cơm, cùng uống ly rượu với anh chị ấy, rất thân thiết. Lúc chia tay trên đường về nhà, tôi chợt nghĩ cùng lúc các bậc cha mẹ ngồi chén tạc chén thù với nhau thì hai đứa con ra tòa ly hôn. Tôi thấy cực kỳ phi lý, cực kỳ nghiệt ngã. Không lẽ con Thư chỉ vì giỏi quá mà nó phải ra khỏi nhà mình? Vậy thì ông hỏi con trai ông, chứ sao lại hỏi tôi? Trước khi hỏi nó, tôi phải hỏi bà. Nếu không có bà kích động thì hai đứa tụi nó không bỏ nhau. Nếu nó yêu vợ thì ông trời kích động nó cũng không bỏ. Còn tôi xin nói toạc ra là tụi nó bỏ nhau tôi càng mừng. Tôi không cần đứa con dâu quá khôn ở trong nhà. Bà trắng trợn đến vậy hả? Mọi giấy tờ tôi đã làm đúng theo yêu cầu của anh rồi. Nhờ anh nộp giúp cho. Cảm ơn. Chào anh.
Anh Khoa. Má anh đâu? Chị buồn với anh chuyện gia đình. Má anh ở văn phòng, cả ba anh cũng vừa tới. Xin lỗi hai người, chờ tôi một chút. Rồi Thư cũng tới. Sẽ chia vui chứ không phải chia buồn đâu. Ở Việt Nam lâu rồi mà tôi vẫn thấy có rất nhiều chuyện không hiểu. Tại sao tan vỡ hạnh phúc người ta lại vui chứ không phải buồn? Đến tôi là người Việt Nam cũng không hiểu, nói chi là anh. Khổ không? Hai đứa ở với nhau trục trặc nên mới ngán quá trời vậy. Chứ má có bầu hai đứa có sao đâu. Alo, ra tòa sao đi chị? Bỏ xong rồi. Đừng có giỡn, anh Khoa vừa ở đây. Thì bỏ ý định chia tay chứ làm sao? Chuyện sao rồi? Bỏ xong rồi. Tôi không tin. Bỏ ý định ly hôn. Các bạn Việt Nam đúng là những người thích đùa. Ba, má. Rủ được gánh nặng có khác, mặt tươi hơn hớn. Ai nói mà má biết? Con ở trên trời rơi xuống hả? Không phải sáng nay trước khi tới tòa, con đã nói với má, hôm nay tòa phán quyết ly hôn. Con có nói vậy, nhưng tụi con đã tán thành hòa giải của tòa. Vậy là sao? Tai má có nghe lầm không? Tại tòa làm ăn trái nguyên tắc, hay phút cuối cùng con Thư nó dụ được con? Dạ, chính con đã quyết định xin lỗi Thư. Ông thấy thằng con trai quý của ông chưa? Trước đây, chuyện gì cũng một điều hỏi ba, hai điều hỏi má. Đây là lần đầu tiên trong đời nó dám quyết định một chuyện hệ trọng, lại là một sai lầm không thể tha thứ. Cứ cho là con chịu nhục để có thể nhìn lại mặt nó, thì ba má trước sau vẫn đồng tình với việc ly hôn. Mặt mũi nào mà ngó nó hả? Tôi vẫn ngó được. Con quyết định không ly hôn với Thư là hoàn toàn đúng. Ba chúc mừng hai đứa. Giỏi dữ. Cha con ông kẻ tung người hướng giỏi thiệt. Để rồi xem tuần trăng mật của con với con Thư kéo dài được bao lâu. Nhưng má nói trước, sẽ không có chuyện má với đứa con dâu như nó sống chung một mái nhà. Thằng Khoa, nghe rõ chưa? Thưa ông, bà về. Tôi đã nói, bất cứ ai tới Kim cũng nói tôi đi vắng rồi kìa mà. Ra nói với họ tôi không có nhà. Thưa ông, bà về chứ không phải khách. Bà nào? Dạ thưa, bà Hai. Ra mở cổng cho bà ấy vô. Quang, ra từ từ để tôi thay lại bộ đồ cho đàng hoàng. Dạ con chào bà. Làm gì để tôi chờ lâu dữ vậy? Ông vẫn đi lại được, sao con bé đó nói ông đi lại khó khăn? Sao bà gọi điện về nói là còn chơi ở Pháp cho tới cuối năm? Đọc tin ông ở trên mạng, thế ông gặp rắc rối, tôi phải bay về ngay. Bà về cũng đâu giải quyết được gì. Là quan tòa, từng biết mọi ngóc ngách trong pháp luật mà ông nói chuyện cứ như giỡn vậy. Tên của ông đứng đầu trong đường dây chạy án của thằng Trọng. Khi ra tòa, tài sản của ông người ta để yên cho ông chắc. Vậy ra bà về nước vì chuyện tài sản à? Tôi đã nhờ luật sư lo hết tất cả các công đoạn thủ tục rồi. Tài sản ngân hàng, nhà cửa, đất đai, ông cô rồi ký luôn. Rồi tôi chuyển qua tên tôi trước khi cơ quan điều tra đụng tới.
Đây là tờ giấy chứng nhận tôi và ông đã ly thân 10 năm nay. Chỉ là chứng nhận tạm thời thôi. Đứa tới chân rồi, ông còn đắn đo gì mà không ký. Xảy ra chuyện này, ông nên trách mình trước. Ngay từ khi thằng Trọng bắt đầu về đây đóng kịch, tôi đã hết lời can, nhưng ông nhất định không nghe. Ông cứ cuốn theo nó như ăn phải bùa mê vậy. Cuộc đời của tôi tới lúc này, còn gì phải tiếc mà không ký. Quá ra bà về nước từ lâu rồi. Kim cho tôi cây viết. Ông lấy cây viết kim này, ký cho dễ. Thật đau lòng khi suốt thời gian tôi suy sụp, chỉ có một mình con Thuần tới thăm tôi thôi. Mới có mấy ngày mà đã suy sụp đến như vậy. Ông ký vô chỗ này nè. Còn tờ này ký vô đây. Tờ này nữa. Tất cả tôi đều tin vô bà, nhưng mong rằng đây không phải là bản tự xin nhận án tử hình. Trong tim ta hy vọng, người xóa hết trong tim ta.